Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để làm nhiệm vụ airdrop và nhận miễn phí cái token là MGP đang được nít trên sàn Pancake. Rồi trước hết quý vị hãy bấm vào cái đường link mà KTV sẽ để bên dưới video này, hoặc là quý vị có thể lấy cái đường link từ cái channel của KTV. Ok, đây là cái đường link này, quý vị hãy open luôn này. Đây, KTV open luôn này. Quý vị chọn mở đi. Quý vị chọn vào Start này. Quý vị chọn Next Continue. Rồi quý vị hãy điền cái tên nick Telegram của quý vị vào này. Quý vị gửi đi. Quý vị chọn Next. Rồi quý vị chọn vào nick, điền cái tên nick Twitter của quý vị này. Quý vị cũng gửi. Rồi quý vị chọn Next này. Quý vị hãy nhập cái địa chỉ ví BEP20. KTV sẽ lấy địa chỉ ví của cái ví chớt đi. Và quý vị nên sử dụng một cái ví chuyên để sử dụng để chuyên để làm airdrop. Rồi quý vị dán nó vào đây này. Ok chưa? Rồi vậy là đã xong cái phần làm nhiệm vụ này. Bây giờ quý vị hãy trở lại này. Trở lại quý vị hãy vào join vào Telegram này, join này. Back lại này. Follow Twitter này. Cái này lẽ ra KTV phải join vào Telegram trước và follow Twitter của nó trước. Ok chưa? Rồi, đã theo dõi. Đây, KTV sẽ follow lại cái Twitter của họ này. Theo dõi này. Rồi. Ok, vậy là đã xong.